ý 249 thiên ngày hai bốn hãy nghe và nhắc lại cách nói lần sau đưa mẹ đến tự mình chọn như vậy 己选吧。下次带他来自己选吧。下次带他来自己选吧。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tải xuống. 下载。 quen thuộc số chi si. một công ty du lịch y cha lùi yếu công sư xin lỗi ngại quá 不好意思 chị ruột xin gì rượu sớm đã quen rồi Giáo chiều xí quả lọ. Đừng vội, từ từ thôi. Bía chí, mạn man lái. Cái hòm, vali. Xiang zi. Đi giày cao gót không dễ đi. Chuan Đại đa số tả sủ Đi về phía trước đại khái 200 mét Vòng chiến Thảm quá đi Khó nào đỡ quên Miễn mấy cái chén trà này. Trầy xia, trời. Trời xia bay. Hi hi. Xi xi. Tuyệt đối. Chế Rất ít chú ý đến. Hẳn một chiếc chỉ quần áo ý chuyển cảm giác tay rất tốt số cả khấn khảo lên người sảng sân cỡ lớn số lớn tả khảo mà cỡ vừa

Ngược lại cũng đúng, kể cũng đúng. sử, dân mẹ đến tự mình chọn. Tại tự